chào tất cả mọi người. Mình đang có mặt tại nhà vườn Lộc Trời, tọa lạc tại 895 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm cây trong nhà được rất nhiều người ưa chuộng hiện nay, đó là cây lan hoàng dương. Cây lan hoàng dương là loài cây leo rũ với rất nhiều đặc điểm cuốn hút, mê hoặc con người ta. Thân cây rất mềm mại, có thể ôm sát, quấn quanh các hàng rào hoặc những vật chống đỡ khác. Lá cây có kích thước khá nhỏ, có hình dạng hình bầu dục, mọc dài san sát nhau. Càng về phía ngọn, lá càng nhỏ và thưa dần. Loại cây này với sức sống tràn đầy, khỏe khoắn, tượng trưng cho sự cố gắng không ngừng, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, hoa lan hoàng dương thường nở vào mùa xuân đến mùa thu với màu vàng, giúp đem đến sự thịnh vượng, may mắn và tài lộc dành cho gia chủ. Nếu bạn là người yêu thích cây cảnh, hãy đến với nhà vườn Lộc Trời để được xem nhiều mẫu mã cây cảnh hấp dẫn nhé.